Lê Tuyền xin kính chào quý ông bà, cô, chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà một món ăn rất là ngon luôn cả nhà ơi Đó là món tôm xào bầu nha cả nhà Món tôm xào bầu này mình ăn với cơm trắng là số 1 luôn đó cả nhà Cách làm món tôm xào bầu này như thế nào? Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình Ở đây mình có hai trái bầu 1kg 100g hành lá, 400g tôm, đường, tiêu xay, tỏi xay, tương ớt, dầu hào và hạt niêm. Đầu tiên mình sẽ đi ướp phần tôm, mình cho vào tôm một muỗng cà phê hạt niêm, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu xay, nửa muỗng cà phê tỏi xay. Trộn đều cho tôm thấm gia vị tiếp theo mình sẽ đi cắt bầu ra nha cả nhà bầu để làm món này thì mình nên chọn mua cái loại bầu trái nhỏ ngắn như vậy nè cả nhà thì nó sẽ ngon hơn là cái loại bầu xưa mà trái nó dài nha mình nên chọn những trái bầu thật là non càng non thì bầu càng ngọt đầu tiên mình sẽ chẻ bầu ra làm hai tiếp theo mình sẽ chẻ ra làm hai thêm một lần nữa mình nghiêng con dao và cắt bỏ đi hết cái phần ruột bầu nha cả nhà mình tiếp tục cắt bầu thành những sợi đều nhau một miếng bầu như vậy mình sẽ cắt được 4 sợi bầu sau khi cắt xong mình cho hết vào trong thao và cho vào một muỗng canh muối bọt mình dùng tay trộn đều cho phần muối này thấm hết vào trong cái phần bầu của mình nha và mình sẽ để cho bầu thấm với muối trong vòng 15 đến 20 phút sau 20 phút thì bầu của mình đã dẻo lại và cũng có ra một ít nước rồi nè cả nha bây giờ thì mình sẽ cho vào trong bầu một lít nước lọc mình sẽ rửa cái phần bầu của mình nha mình tiếp tục chuẩn bị một thao nước khác và mình sẽ vớt bầu ra cái thao nước thứ hai mình sẽ rửa lại thêm một lần nữa cho bầu của mình thật là sạch mình vớt bầu ra một cái rổ cho bầu của mình thật ráo nước mình cho vào trong chảo khoảng hai muỗng canh dầu ăn đợi cho dầu nóng lên mình cho vào một muỗng cà phê tỏi sấy và mình sẽ cho hết tôm vào để xào mình xào cho đến khi nào tôm của mình chín thì mình sẽ cho hết bầu vào nha cả nhà mình sẽ xào phần bầu này thêm một chút xíu nữa và cả nhà lưu ý giùm mình mình sẽ không để nước vào nha mình cho vào trong bầu một muỗng canh tương ớt nếu nhà có em nhỏ thì mình sẽ bớt phần tương ớt lại một muỗng canh dầu hào nửa muỗng canh đường cát Mình xào bầu thêm một lúc nữa cho bầu thấm gia vị Mình đậy nắp lại và xào bầu với mức lửa nhỏ Sau 5 phút mình dở nắp ra Bầu của mình lúc này vừa chín tới Rất là ngon luôn nè cả nhà Khi xào bầu mình không cho nước vào Cho nên là bầu thì nó tự ra nước Và cả nhà thấy nè nó vẫn còn một chút xíu nước ở dưới đáy chảo của mình đó. Cuối cùng mình cho hết 50g hành lá mình đã cắt nhỏ vào trong bầu và mình sẽ xào sơ cho phần hành lá này vừa chín tới thì mình tắt bếp nha. Như vậy là món bầu của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ gấp bầu cho ra dĩa nha cả nhà. những sợi bầu vừa chín tới nhìn rất ngon và rất là đẹp mắt luôn cả nhà ha tôm thì đỏ ao món này á cực kỳ thơm ngon luôn cả nhà ơi mình rắc thêm một ít tiêu xay lên trên nữa như vậy là món bầu của mình đã hoàn thành rồi đó cả nhà Món bầu xào tôm này mình sẽ ăn với nước mắm ớt nha Mình gấp một cọng bầu nè và một con tôm cho vào trong chén Mình mời cả nhà cùng ăn một miếng với mình nha Bầu á, giòn giòn, rất là ngọt, rất là ngon luôn cả nhà ơi Món bầu xào tôm này thật sự rất là ngon và lại lạ miệng nữa Nếu cả nhà chưa từng làm món ăn này Thì cả nhà hãy vào bếp và làm ngay món ăn này nha Đảm bảo cả nhà sẽ thích liền luôn đó Đến đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo Bye